Quý vị đang cùng với Thịnh Nguyễn đi trên cái quốc lộ 51 kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh qua khu vực Long Thành về Bà Rịa Vũng Tàu. Và cái hướng Thịnh Nguyễn đang đi, đây là cái hướng từ thành phố biển Vũng Tàu trở về lại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và sẽ đi ngang qua cái trung tâm của Bà Rịa Vũng Tàu, một cái vùng đất đang được xây dựng phát triển để thời gian tới sẽ là trung tâm hành chính chính của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý vị thấy con đường quốc lộ 51 đã được xây dựng phát triển rất đẹp, kèm theo hệ thống cây xanh cũng như con đường được mở rộng với nhiều làn xe. Phía trước quý vị thấy có những cái bảng báo để từ hướng thành phố biển Vũng Tàu về đây, chúng ta có thể rẽ phải để đưa quý vị đến với khu vực của Long Hải, rồi đến với khu vực của Hồ Tràm mà quý vị đã từng nghe đến nhiều. Thì vì khu vực Hồ Tràm có những cái resort, những cái công trình rất tốt như là sòng bài, rồi bãi biển khá đẹp. Và đây chính là cái khu vực trung tâm chính của thành phố Bà Rịa. Quý vị thấy bắt đầu ở đây thì chúng ta sẽ thấy được một trong những cái khu vực đối với du khách, thì khi đi từ thành phố Vũng Tàu trở về lại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến khu vực này để dừng lại. Đó là cái trung tâm mua sắm hay còn gọi là chợ Bà Rịa. Ở đây thì quý vị có thể vào mua sắm được một số cái đặc sản địa phương. Tuy nhiên thì quý vị cũng cần lưu ý vì cái chất lượng sản phẩm ở trong đây đôi khi mình phải kiểm tra kỹ. Phía trước mặt đó là những cái dãy nhà liền kề, giống như hiện tại thì phát triển mạnh ở các đô thị lớn, người ta hay gọi là shop house. Nhưng những dãy nhà này đã được xây dựng khá lâu. Đây quý vị thấy là trung tâm thương mại Bà Rịa. Và bãi xe khá là rộng lớn. Ngày hôm nay không có thời gian nhiều nên Thịnh Nguyễn sẽ đi thẳng qua luôn để hướng về thành phố. Trước kia thì chỉ có cái khu vực xung quanh của trung tâm thương mại là có những dãy nhà xây dựng. Nhưng ngày hôm nay với cái tốc độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam thì cái khu vực của Bà Rịa đã được mở rộng về hướng Long Hải, xây dựng nhiều cái cơ sở trung tâm hành chính. Còn hướng về khu vực của thành phố thì cũng xây dựng thêm nhiều khu dân cư. Qua khỏi cái trung tâm thương mại Bà Rịa này một chút xíu thôi thì quý vị nhìn bên tay trái, bên tay phải sẽ có những cái cửa hàng hoặc là những cái nơi mà bán những cái hải sản, tôm, cua, ghẹ, mực, người ta hay gọi là năm cua chín ghẹ đâu. Thì cái chất lượng sản phẩm ở đây thì cũng tương đối tốt, các cái xe du lịch hay đến để mua. Đây quý vị nhìn thấy một cái dãy nhà, một cái trung tâm đang được xây dựng phát triển nằm liền kề với khu vực của Bà Rịa. Và ra khỏi cái khu vực của những dãy nhà này thì quý vị sẽ thấy có một cái con đường bên tay trái đi theo hướng Thịnh đi từ thành phố Bà Rịa này trở về lại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nha. Mình sẽ có một cái đường bên tay trái để đưa quý vị vào trong khu vực của đảo Long Sơn với những cái nhà bè, với cái trung tâm mà mua bán về hàu được xem là lớn và ngon nhất ở Việt Nam, kèm theo đó là đảo Ông Trần. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip về khu vực với những nhà hàng trong khu vực của Long Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip ngắn khi đi ngang qua khu vực trung tâm Bà Rịa của Thịnh Nguyễn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.